Chào quý anh chị và các bạn. Rất vui mừng được gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn lời kính chúc sức khỏe, chúc quý anh chị thành công trong cuộc sống. Quý anh chị thân mến, trong những video tiếp theo của chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn là những cái tháng xấu không nên đi xa của 12 con giáp. Vì chúng ta biết rằng là cái việc xuất hành đi xa không thể diễn ra một cách là tùy tiện. Nếu không muốn gặp xui xẻo thì không nên xách ba lô lên vai và đi bất cứ lúc nào mà bạn thích. Và trong cái video này chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là những cái tháng tốt xấu để đón lành tránh dữ cho các bạn đối với từng tuổi. Thứ nhất, đối với người tuổi Tý mang ngũ hành thủy tương xung với ngọ, tương hình với mão, tương hại với mùi. Tránh không nên đi xa vào các tháng như là tháng 2, tháng 5 và tháng 6 âm lịch. Nếu không sẽ gặp trắc trở, bệnh tật, chuyện chẳng lành. Đối với người tuổi Sửu mang ngũ hành thổ tương xung với mùi, tương hình với tuất, chớ nên xuất hành đi xa trong tháng 6 và tháng 9 âm lịch, nếu không sẽ mắc các cái bệnh về hệ tiêu hóa như là bệnh dạ dày hoặc là đi ngoài. Và đối với người tuổi Dần mang ngũ hành mộc tương xung với thân, tương hình với tỵ, tránh đi du lịch hoặc là xuất hành vào tháng 4, tháng 7, đề phòng bị ngoại thương hoặc tứ chi bị tổn thương. Còn đối với người tuổi Mão mang ngũ hành mộc tương xung với Dậu, tương hình với Tý, tránh đi xa vào tháng 8 và tháng 11 âm lịch, nếu không dễ bị tai nạn xe cộ. Còn đối với người tuổi Thìn thì mang ngũ hành thổ tương xung với Tuất, tương hình với Thìn, tránh đi xa vào các tháng 3, tháng 9 âm lịch, nếu không bị mắc các cái bệnh về dạ dày và bệnh phụ khoa. Đối với người tuổi Thị mang ngũ hành hỏa tương xung với Hợi, tương hình với Thân, trong tháng 7 và tháng 10 âm lịch, nếu đi du lịch sẽ gặp chuyện thị phi hoặc là hành trình sẽ phải thay đổi liên tục. Còn đối với người tuổi Ngọ mang ngũ hành hỏa tương xung với Tý, tương hình với Ngọ, dễ bị tai nạn đường thủy hoặc là bị bỏng nếu đi du lịch vào tháng 5 và tháng 11 âm lịch. Đối với người tuổi Mùi mang ngũ hành thổ tương xung với Sửu, tương hình với Tuất, không nên đi du lịch vào tháng 9 và tháng 12 âm lịch. Đối với người tuổi Thân thì mang ngũ hành kim tương xung với Dần, tương hình với Tỵ, chớ dại mà xuất hành vào tháng giêng hoặc là tháng 4 âm lịch. Đối với người tuổi Dậu mang ngũ hành kim tương xung với Mão, tương hình với Dậu, tránh đi xa vào tháng 2 và tháng 8 âm lịch. Đối với người tuổi Tuất mang ngũ hành thổ tương xung với Thân, tương hình với Mùi, những cái tháng không nên đi xa là tháng 3 và tháng 6, tháng 9 âm lịch. Đối với người tuổi Hợi mang ngũ hành thủy tương xung với Tỵ, tương hình với Hợi, tháng không nên đi xa là tháng 4 và tháng 10 âm lịch. Quý anh chị thân mến, như vậy là trên đây chúng tôi vừa chia sẻ với quý anh chị và các bạn là những cái tháng xấu không nên đi xa cho 12 con giáp. Tuy nhiên thì những cái thông tin mà chúng tôi cung cấp cũng mang cái tính chất là tham khảo, các bạn cũng không nên vì thế mà áp đặt cho tất cả chúng ta và vào mọi các vấn đề để tránh những cái trường hợp xấu có thể xảy ra. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn, thắc mắc hay là muốn tư vấn riêng về tuổi của mình thì quý anh chị hãy vui lòng ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Lê Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy hoan hỷ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Cuối cùng xin chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.